rắc phô mai không? Không má. Rồi năm phần. Hỏi gì? Ôi hỏi mày đụng chạm ra, hỏi bla bla. Không gì. Bậy bậy gì đâu có bán mấy món đó đâu. Thôi. Ai? Nghi có gì? Tâm cái gì? Thôi em khùng đi. Thôi nha, ăn gì ăn nghe sắp thái phải không? Sắp xào cái gì? Xào cái gì? Xào chiến cút rồi, có xào thôi, xào chiến cút được rồi khủng mày. Có ngày này chiến cút ra làm xào rồi hả? Dạ. Xào tôm khô nha. Có bánh bao rồi hả? Gì anh? Có bánh bao kìa. Bánh bao kìa, em thích nhất bánh bao của Nhi á. Bánh bao nhân chuối hả? Hay nhân dừa? Ê, mày sạc, chừng nào mày về thì xe tao về thì sao cho nó được, mày làm gì vậy? Sáng chừng nào đám cưới với bao nhiêu người ta hỏi à? Dạ. Sáng ơi, mọi người nói em mấy bữa nay đi đâu vậy? Bộ giận với nhau hay sao à, dạo này? Mọi người nói là hả, em đăng Facebook giận bao nhiêu hả? Em nói cặt mặt rồi mà, chứ giận cái gì? Rồi. Vậy hôm nay qua kiếm bao nhiêu đi chế cái gì? Có đâu đi mua cái ăn chiên cho bạn mà. Nhi làm gì mà em cặt mặt vậy chán? Gì anh? Nhi làm gì mà em cặt mặt vậy? Thì không có chuyện nữa, cặt mặt thôi. Phải làm gì chứ, không cho em chế à. Không cho em chế. Em nó có chế được đâu mà không cho chế với chế. Mắc mới gì chế cũng được. Em nói anh em mà chế gì. Xạo nữa, thấy chưa. Còn nãy em thấy ai hát lại chiều rồi, còn nhiều mà. Anh nè, anh lại chiều với ai. Em định ra mặt hôm nay có xích mích giữa bọn Nhi với lại Tuy Thi đó. Sao em, ý em sao, áo em đâu biết gì đâu. Không biết gì đâu. Vậy em không biết giật thì vợ em rồi, thua rồi. Đâu biết gì. Có ý kiến gì không? Chuyện chuyện con gái mà sao em ý kiến được. Trời ơi, hay dữ vậy. Chừng nào mới tới chuyện đàn ông? Hả? Chừng nào mới tới có chuyện đàn ông? Dễ gì, chị em nó dàn xếp ra cái chuyện nhau. Dàn xếp được không? Em hy vọng là vậy không? Còn nếu mà tới chuyện đàn ông thì sao? Thoải mái đi. Tới công chuyện luôn hay sao? Chuyện không cho ai dàn xếp luôn. Trời ơi. Thiệt luôn hả chán? Nên thì nó giải cách ly hết á. Không cho ngồi. Không cho ngồi. Không có giờ đặt bàn ghế. Chỉ cho bán mang đi thôi. Ít ít thì ngồi được không? Ngồi ngăn không? Ở dưới 20 người á. Lại 2-3 máy quay vậy không hả? Ê chẳng rồi, nếu mà em nói không có công chuyện gì thì không em hung Mùi Nhi để em. Thôi em hung Mùi Nhi mới tới công chuyện á. Ok vậy dạ. Hung Mùi Nhi chấm đậm luôn á. Hung cái đi. Hung cái lá anh lòng tay cho. Thôi rồi rồi, anh đừng có lòng tay, anh lòng chân gì đây nữa, chết luôn á. Thì ai cũng muốn em hung Mùi Nhi hết á mà. Em nói anh em hung gì trời. Nó chết tắt máy quay rồi làm hết á anh. Có. Giỡn rồi, có đâu. Mùi Nhi chiếm được rồi. Điếm hết được rồi kìa. Của anh em mà hùng không được, giống như anh hùng em vậy thôi, có gì đâu, tình nghĩa anh em. Tình nghĩa anh em hùng là có chắc bình lâu. Đang cạch mặt rồi hùng cái là hết nói chuyện luôn á, là cái gì hết qua lại luôn á. Mày chúng sợ không? Cái bắp sợ cho mày. Vậy em qua em nhìn coi như vậy thôi á hả? Em nghe nó bán không được, qua em ủng hộ. Thôi kệ, dạ. Vui vẻ đi bạn bè mà. Dạ em mua hết xe luôn đi ra. Thì đếm hết đi rồi bán cho em 100 ngàn. Ôi trời. Thôi dạ. Để lắp bộ Nhi hùng em đi có gì đâu. Đếm hết đi đúng không? Xong rồi quý vị ơi, hoàn thành sứ mệnh rồi. Tôi chẳng ai chờ luôn. Để hình bà xã yêu rồi. Đó rồi. Càng á. Vậy hoài, anh vậy hoài, đưa gọi anh coi luôn. Đó đâu. Bà chìm cái gì, chìm phụ cho bà Nhi đi. Rồi, bao cũng mời phụ nó rồi, phụ. Đâu có ai đâu chán. Đi. Đi làm quần quật luôn nè. Chỗ làm. Không có em thì sao? Cũng có em anh lo. À vậy là không có em anh phụ không? Đừng để hùng của Nhi lên đi.
mà tối nào vắng cũng qua đây hết mà. Tối đâu anh, hôm nay mới qua chứ Hoàng có qua đâu. Tại hôm qua em giận, hôm nay mới hết giận rồi. Hết giận rồi mới qua nè. Rồi để em nói bao nhiêu em cái trả công. Chơi vậy. Hùng cái nói này mất ngủ quá. Ám ảnh kinh hoài. Ủa mà em giận là bao nhiêu gì mà hai đứa cạnh mãn nhau hả? Không có giận gì đâu anh, giận. Tại em bán như này sao á. À, anh sao em chạy qua được rồi, chẳng lẽ em chồng mà em không qua được ha. Em còn lo mấy ông nợ em chưa xong. Lo mình bởi Nhi được rồi, chẳng ơi. Nhi sẽ chiều em hết mà. Nhi lo cho anh bên sơi nhựa. Đúng cái sạn vậy em? Sạn đây luôn hả? Cái xác đây luôn hả? Ừ. Có này mình làm cái cháu khỏe, mai đi bầu cử luôn nè. Có bầu rồi. Thấy làm cái thấy mệt rồi đó, chứ em mới khỏe được rồi. Nhìn làm bao nhiêu đấm đuối quá trời. Xong rồi. Ủa đồ đâu hết rồi. Ý trời quên. Đếm hớ rồi. Đợi cho anh nói với đếm hớ luôn kìa. Mấy ông nói bậy bạ tôi đếm hớ luôn rồi. Nãy giờ có nói gì đâu vậy bạn. Có lo sao, tôi tập trung tôi nghe con mấy ông có nói cùng nói điên trong tôi đếm dư tiền rồi đếm hớ rồi. Hớ rồi. Ăn gì lựa nè lẹ nè. Anh này biết ăn cái gì? Cút đi. Ăn trắng đi bà Nhi. Cút đi bà Nhi. Cút trắng hùng bà Nhi cả này. Ngon kìa. Đây mới nè. Trắng hùng bà Nhi cả đi. Thôi mà. Đây mới nè. Đây đi. Làm sáu hộp đây mà. Thề không? Trắng lựa toàn bánh bao hồn ghê. Trắng thích thành bánh bao bao gì đó em bánh bao nữa đi ghê rồi hai cái bánh bao kia không chịu ăn bao nó xù lên người ngon lắm em giỡn hoài có người muốn ăn mà không ăn được đó em liếc miết luôn á nhìn mắt kìa đi đúng hướng luôn ha nhìn vô bánh bao luôn kìa chị ấy là sai hướng rồi ai nhìn đây ai nhìn đây đâu anh để nó đếm đi kìa nó đếm không được kìa hôm nay hơn chẳng quà không thấy chài với quà thấy chài với gàng canh mấy ngày nay rồi canh không có mấy quà đó canh không có chài quà mà còn nè lấy này luôn đi. Không phải phải cục đó lấy bùi viên đó rồi còn có hai cục ăn cho đều cái bộ mới chiên được sốt thái hả ừ đếm tàu lao tàu ơ rồi anh do hai anh làm nó phương tâm nó đếm tàu lao rồi sao ý em sao ý em mẹ mua đi về sao có này có đi chơi với bùi viên nữa không không nó dọn hàng dọn xe không làm được ở lại phụ cho bọn Nhi luôn đi anh chạy về rồi vậy anh bển có cái gì mà em thích vậy anh bển dữ vậy trời con cho quanh chút về kêu qua rước cũng được trời ơi lắm rồi trắng chữa em luôn kìa tối nay đến với em đêm ngày luôn đến với em đêm ngày vui vẻ đi vui vẻ thấy hơi quải rồi đó thấy mặt bữa nay hơi quải rồi đó nãy coi phát triển tính thấy mặt hơi buồn không có mùi sừng đó không ờ cả hơi cả điểm sao đâu dịch mà ai cũng vậy thôi ăn ủi thấy không người có lương tâm ghê không nó tốt lắm rồi coi như là em đã kết thúc chương trình rồi nha mọi người coi như là em đã hoàn thành xong 2 triệu là gồm 1,5 triệu tiền cá viên chiên và 10 phần bắp là coi như là 2 triệu tiền cá. Cảm ơn chị Candy Phạm với lại Tâm Caliger với lại anh Tâm Phạm. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em nha. Nếu như không có mọi người chắc giờ này là em su cà na rồi đó. Ngày mai em xin ốp cho quý vị rồi để coi coi thứ hai thứ ba như thế nào. Tại vì mai là ngày đi bầu cử mà ngay chỗ này là ngay chỗ bầu cử nữa cho nên em nghĩ chắc bác không được đâu. Phải để cho qua đi rồi coi coi dễ được bàn được ghế ra ngoài ngồi thì bắt đầu sẽ bán trở lại.
tình hình là phải để bàn để ghế thì mới có khách, không có để bàn để ghế là hoàn toàn không có khách luôn. Cho nên thì thôi, được không được thì mình nghỉ ngày hai ngày xả hơi nha mọi người. Dễ ha, chứ vui vẻ luôn. Mới bán được có 4 ngày đó. Rồi chẳng thay mặt coi như em cảm ơn mạnh thường quân ủng hộ cho hai vợ chồng em đi. Dạ em cảm ơn mấy anh mấy chị đã ủng hộ cho con Nhi, thằng bạn chí cốt của em. Ê, lát chả đi phát từ thiện từ đây ra Sài Gòn. Đây 40 hộp. Nhiều nhiều vậy? 40 hộp. Đúng rồi, này hãy đi phát từ thiện rồi. Ở chiên, cái chiên cho em rồi sao rồi phát. Rồi chiên hết luôn hả? Chiên cho em rồi, em về bỏ cho nó ăn chứ. Đây hết luôn hả? Chút chưa chiên thì được. Dù làm cái đó cuối cùng thì được. Chứ phát chút về mềm xèo, chút về quanh chửi nữa. Khó chịu lắm á. Nói em chở rồi bọn Nhi đi phát luôn đi. Đúng rồi, hai đứa đi chơi phải không? À, hai đứa đi chơi. Phát xong rồi đi chơi luôn. Ừ ừ luôn em. Tối quay lại làm gì nữa. Có má ơi, sắp thái dòng trắng đi.